Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đông Sơn vừa bắt một đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tăng vật và vũ khí hung khí nguy hiểm. Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Hồ Văn Hanh, sinh năm 1968, ở khu phố Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ một gói lớn heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Hanh, lực lượng công an thu giữ 37 gói heroin, một khẩu súng dân dụng, 52 viên đạn, 3 bình xịt hơi cay và nhiều dao kiếm hung khí, vũ khí nguy hiểm khác. Hồ Văn Hanh là đối tượng giang hồ đã có 5 tiền án về tội buôn bán ma túy.